Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Các bạn thân mến, hôm nay thì mình sẽ thông tin tới các bạn một cái nội dung, một cái thông tin mới nhất của P-Content thông tin lên chúng ta các bạn nhé. Thì các bạn có thể vào cái trang Twitter chính thức của P-Content thì một cái thông tin mới nhất gửi tới từ P. Đấy, ở đây thì mình xin dịch ra như này. Thì họ cũng không chính xác những gì chúng tôi có nghĩa là cái công tác khai thác, nhưng cái nhóm cốt lõi thì cái nhóm P-Content ấy vẫn làm việc chăm chỉ để xây dựng các cái chuỗi khối, chuỗi blockchain đấy, để xây dựng cho tương lai của cái đồng tiền điện tử đấy. Thì đây là cái nội dung mà họ đưa tin đấy, trong khi cái tại thời điểm này là chúng ta đã đạt đến 29 triệu người dùng rồi các bạn nhé. Và P-Content đội ngũ hoạt động này hiện tại là cũng có hơn 100 thành viên trên toàn thế giới vào trong đội ngũ của ngài Nicolas để thực hiện cái dự án này. Đấy, thì các bạn thấy không, lượt thích cứ liên tục tăng lên, lượt tweet lại cũng liên tục tăng lên. Đấy. Đấy, những người nổi tiếng cũng trong mắt là cũng sáng người đồng pi. Đấy, cũng như các bạn xinh tươi như này cũng sáng người đồng pi. Đấy, ủng hộ cộng đồng pi content cũng như là cộng đồng pi network nói chung. Và rất là nhiều thông tin cũng như những lời bình luận rất là hay và cũng đặt đầy niềm tin vào trong pi content pi 100 đô và nhiều hình ảnh đẹp khắp nơi. Đấy, các bạn xem rất là tuyệt vời. Ai cũng yêu pi. Đấy, người đẹp cũng yêu pi. Bạn cũng có thể thấy ở nhiều nơi người ta có những cái quán rượu, người ta in cái hình logo của pi ở trên rượu cũng như là khắp nơi các bạn nhá. Cái sự phổ biến cũng như là các cái cửa hàng pi làm cho cái đồng tiền này nó ngày càng giá trị lên. Ở đây có một cái video cũng rất là hay các bạn này. Video mới của P-Content mà được cộng đồng gọi là chế thành một cái đoạn video Pi bay lên mặt trăng đấy. Rất là tuyệt vời đấy. Thì mình cũng xin thông tin với các bạn như thế. Thì đấy, thì có thể nói gọn lại rằng là đội ngũ của Pi vẫn hoạt động liên tục đấy, chăm chỉ để có thể đi đến giai đoạn cuối của mainnet và các cái giai đoạn khác. Thì ở trong Pi thì các bạn cũng biết rồi, Pi Borrow, những bạn kiếm Pi lâu rồi thì các bạn đào Pi lâu rồi các bạn biết đến Pi Borrow. Trong Pi Borrow thì hàng ngày hoàn thiện hơn đấy, có chat Pi, có ví Pi đấy, brainstorm, có đào Pi, blockchain có, đội ngũ phát triển có, rồi có phần KIC nữa. Sau này mình tin tưởng rằng cái Pi Borrow này nó còn liên kết các cái hoạt động khác nhiều hơn nữa. Đấy, hiện tại là có 7 cái hoạt động như này, nhưng mà trong này thì sau này mình tin tưởng là sẽ có những cái đề app và những cái phát triển khác ở đây nữa. Đấy, đấy là một sự chuẩn bị cực kỳ công phu cho một cái nền tảng mới hoạt động rất là mạnh các bạn nhá. Qua đây thì mình cũng xin nhắn gửi tới các bạn mà trong nhóm của mình. Đấy, trong nhóm của mình đấy là mình có một cái group riêng để hỗ trợ tất cả các bạn trong nhóm đấy, đưa các cái thông tin và nhắc nhở nhau đào pi hàng ngày đấy. Thì các bạn ở trong nhóm mình xin nhắn gửi với các bạn rằng là hãy join vào nhóm, mình sẽ để cái nhóm này, mà nhóm này chỉ là giúp đỡ những cái bạn rep của mình, bởi vì là nhắc nhở nhau đào thì chỉ có rep của mình và mình thôi. Các bạn ngoài nhóm thì thông cảm, nếu như các bạn chưa đào pi các bạn có thể đào pi cùng mình sẽ hỗ trợ từ A đến Z các bạn nhé. Đây, VIP đào pi A đến Z nguyên MMP, mình sẽ hỗ trợ từ A đến Z, từ đăng ký tài khoản cho đến vòng tròn bảo mật, cài ví, cho đến sau này KIC vướng mắc gì mình sẽ hỗ trợ. Có rất nhiều bạn đã đăng ký trước đây rất là lâu nhưng mà quên không đào hoặc là chưa vào nhóm của mình. Đấy, thì các bạn nếu như các bạn đã đăng ký tên của mình thì hãy vào nhóm nhé, vào nhóm để mình có cơ hội được hỗ trợ các bạn. Đấy, cũng khá nhiều nhiều bạn cũng tin tưởng ở mình và cũng tham gia nhóm, thì mình cũng đã hỗ trợ rất là tích cực để các bạn có thể nhận được nhiều cái giá trị từ hoạt động đào pi
bạn nhé. Đấy, hãy join vào nhóm, mình sẽ để cái nhóm này. Thì nhóm các bạn nào mà tham gia bằng mã mời của mình thì hãy vào. Đấy, vào ở dưới. Còn những bạn khác thì thực ra nói vào đây thì mình các bạn có thể vào cái nhóm chính của mình các bạn nhé. Đấy, các bạn không phải đào bi bằng mã mời của mình thì có thể vào cái nhóm chính này. Mình vẫn hỗ trợ ở góc độ nào đấy. Còn riêng những bạn ở trong trong cái nhóm mà đào pi cùng mình thì mình sẽ hỗ trợ hết mực luôn. Đấy, gọi như là thành một team một đội. Sau này thành công thì chúng ta có thể có một cái hoạt động gì đấy cho cái nhóm của mình. Mình chưa hứa trước được nhưng mà mình tin chắc là cái nhóm của mình sẽ có những cái có những cái mối liên hệ giao lưu như thế. Rồi thì thông tin hôm nay thì mình xin đưa tới các bạn như thế. Thì hy vọng là sắp tới sẽ có một cái hoạt động KIC cũng như Mainnet ở một diện rộng giống như là ở một số nước các bạn nhé. Ở một số nước cũng đã thực hiện gọi được một số người đã được KIC. Đấy, thì hy vọng là tháng 12 này cũng như tháng 1 sắp tới thì P-Quantem đang làm việc rất là tích cực, hoạt động rất là tích cực, chăm chỉ để chúng ta có thể mainnet rồi cũng như KIC một cách diện rộng các bạn nhé. Rồi video hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để nhận được video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.